Suy niệm lời Chúa thứ ba tuần 24 thường niên. Tin mừng theo Thánh Luca. Đức Giêsu đến gần cửa thành Na-in, đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn. Người này là con trai duy nhất và mẹ anh ta lại là một bà quá. Suy niệm. Chúa Giêsu chạnh lòng thương tình cảnh của bà quá thành Na-in. Ngài đã làm cho người con sống lại và đem trao lại cho người mẹ. Hoàn cảnh mẹ con bà quá Na-in đã báo trước hình ảnh của chính gia đình ngài mai này. Đức Maria sẽ phải đau đớn nhìn người con độc nhất bị giết chết và được đem đi chôn cất thế nào. Việc phục sinh người thanh niên con của bà quá Na-in như dấu chỉ, như điềm báo về chính sự phục sinh của Chúa Kitô. Ngài sẽ bị người đời giết chết, nhưng Thiên Chúa sẽ cho ngài sống lại và trao vào tận tay của mẹ ngài. Chúa Giêsu đã chạnh lòng thương và cứu giúp bà quá thành Na-in giữa cảnh đau thương. Ngài mời gọi mọi người hãy biết chạnh lòng thương và cứu giúp những người đau khổ, cơ bẩn xung quanh. Ngài không chia sẻ nỗi đau của con người chỉ bằng một vài phép lạ. Chính Ngài đã chia sẻ thân phận con người chúng ta, kể cả cái chết, để đền bù tội lỗi và đem lại sự sống cho muôn người. Mời bạn tự vấn, bạn có dám chấp nhận phiền toái, thiệt thòi và vô vị lợi khi giúp đỡ người đau khổ, hay bạn chỉ làm việc từ thiện kiểu mượn đầu nấu chéo, hay vì những mục đích vụ lợi, ích kỷ? Người đau khổ đáng thương đang ở cạnh bạn là ai vậy? Và bạn tính giúp người đó như thế nào? Một ngày chúng ta sống không có một hành vi bác ái là một ngày thật vô vị. Lạy Chúa, xin giúp con từ bỏ chính mình để trở nên như khí cụ tình thương của Chúa, để con biết cảm thông và chia sẻ với những ai đang gặp đau khổ, khốn khó trên đường đời. Amen.